Dạ con xin phép chào chú nhá. Rồi chào em trai. Chú có thể giới thiệu là chú tên là gì? Tên là Nguyễn Văn Hùng. Chú Hùng ha. Chú Hùng là ở đâu? Ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hôm nay chú Hùng về đây cùng với ai đây? Về với lại con rể. Con rể ha. Chú nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là giúp chú việc gì đây? Thì cũng về đây để nhờ Nguyễn Hải giúp tìm kiếm cháu. Là tìm kiếm con của con, của chú đúng không ạ? Vâng, con trai của chú tên là gì? Nguyễn Tuấn Vĩ. Chú giơ cao tấm hình con trai của chú đây, thấp xuống xíu. Dạ rồi. Nguyễn Tuấn Vĩ. Nguyễn Tuấn Vĩ. Con trai của chú bỏ nhà đi lâu chưa? Cháu đi gần được 4 năm rồi. Ôi trời đất ơi, lâu vậy à? Sao ngày đó bỏ đi hả chú? Thì cháu đi học rồi tự nhiên là cháu bỏ trốn lên Sài Gòn lúc khoảng 2 giờ là lên cháu gửi xe trên trường học rồi cháu bỏ ra cháu đi. Vậy là gần 4 năm. Gần 4 năm. Lúc đó là con trai của chú là đang học đại học hay là học gì? Đang học đại học. Năm thứ mấy hả chú? Năm thứ 2. Năm thứ 2. Chuyên ngành gì ạ? Chuyên ngành FPT. FPT. Đùng cái tự dưng đi học cái là mất tích luôn. Trước kia thì con trai của chú đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Chưa bao giờ hết. Cụ thể là cái thời điểm đó là con trai của chú bao nhiêu tuổi chú à? Lúc đấy là cháu là 18 tuổi. 18? Đúng, lúc nay 20, năm nay là vậy là 19 ấy. 19 tuổi, 18, 19 tuổi gì đó đúng không ạ? Cái lúc đó là gia đình nhà mình có cái chuyện gì xảy ra không? Không, gia đình không có cãi vã gì. Không có chuyện gì hết. Cháu nó có đi lên, em nó thì lên trên trường nó học thì bình thường thôi, nhưng mà lúc mà nó về đột nhà thì nó hỏi mấy câu rồi nó có mấy cái biểu hiện khác lạ. Cái biểu hiện cụ thể khác lạ là như thế nào? Cháu cứ nhốt mình cháu trong phòng rồi xuống nấu cơm sống ăn, đổ cơm của bố mẹ ra giỏ. Ồ. Xong rồi bốc nắm gạo vào ngoáy cơm sống sống rồi ăn. Có kỳ lạ vậy. Còn biểu hiện gì khác nữa không ở chú? Dần dần rồi gọi bố mẹ bằng tôi chứ lại không gọi bằng bố mẹ nữa. Tức là xưng tôi với bố mẹ. Xưng tôi với, tôi với ông bà đúng không? Trời đất ơi. Trước kia con trai là không có vấn đề gì hết. Không, không. Và từ cái ngày khi mà đi học được năm thứ hai ở trên Sài Gòn và bỗng dưng thì có những cái biểu hiện là bất thường. Những cái biểu hiện này là về xin tiền. Xin tiền là có nói để làm gì không ạ? Xin tiền là cứ mượn lý do này lý do nọ để bố mẹ đưa tiền. Chưa chuyên vào khóa học thì đã xin tiền để đóng, bảo là chuẩn bị tiền vào năm học. Đâm ra là xin 25 triệu để đóng tiền học, nhưng mà nhà trường thì bảo chưa phải đóng. Vậy là sau khi mà về nhà có những cái biểu hiện như vậy, và sau đó thì con trai mình quay lại trường học. Vâng. Rồi là mất tích. Cháu trước khi đó là cháu về là cháu xin tiền sửa máy tính, rồi xin tiền sửa điện thoại, cứ mỗi lần là 1-2 triệu 1-2 triệu. Xong đó rồi là cháu cũng có biểu hiện là về nhà là cứ nhốt mình trong phòng mới ăn cơm sống, rồi đi lại chưa bao giờ mà lúc trong thời điểm đó lại cứ đi trốn đi mua thịt chó về ăn. Ôi trời đất ơi, thịt chó về ăn mà trước đó là chưa bao giờ ăn. Mà trước đó thì không bao giờ ăn thịt chó. Không bao giờ ăn thịt chó mà tự dưng lại bỗng dưng mà lại xuất hiện những cái biểu lạ rất là biểu lạ là kỳ cục. Được. Ăn cơm sống rồi ăn thịt cầy rồi xưng hô với cha mẹ là tôi với ông bà. Được. Nhưng mà có một lần là không hiểu làm sao mà cháu nó đòi đi thì bố mấy chú là giữ cháu lại, nhưng mà cháu cứ bung tay ra để đi. Nhưng mà cầm cái dây nào trói cháu cũng không chịu. Nhưng mà có một cái dây thần châu ấy, thì là vô tình là trong xe đi làm hay cột trâu cột bò ấy, thì dạ, là bắt đầu lấy cái dây thần châu cột thì cháu lại ngồi im du à. Oh. Cháu mới lại nói mới lại ba ơi ba bổ bát gỡ ra cho con. Oh. Cháu lại sợ mỗi cái điều đó. Tức là theo như bản thân anh là một người cha thì anh đang nhìn nhận rằng con nhà mình là bị vấn đề tâm linh hả? Trong khi đó là thì em cũng không rõ nữa, tại vì cháu nó đi học rồi về rồi có mấy lần cháu nó xin đi giúp việc của các tiệm để ấy thì cháu nó lại trốn về, nó bảo ba thế bảo tại sao lại đi về, bảo con tự nhiên trong lòng con tại bất an quá, con thấy con bất an con sợ quá con lại phải đi về nhà. Lạ ha.
Anh trai là bên bên mình đạo Phật hay là đạo Công giáo? Bên đạo Công giáo. Đạo Công giáo thì thường thường là không có mê tín đúng không ạ? Không có tin vào tâm linh. Nhưng mà cái biểu hiện của con mình thì đang cái biểu hiện là bất thường. Bất Đúng không ạ? Nhưng mà mình có tin vào tâm linh không ạ? Không đúng không ạ? thì có một lần là cháu cũng không hiểu nữa, nhưng mà có lần là thấy cháu là bảo là chở cháu lên trên trường gặp, thường thường thì nghe bảo là ở trên Sài Gòn nó hay tụ tập vào ngày thứ bảy, thì có bảo bố mẹ lên, cháu nó có tố cáo bố mẹ là lên tre, thì cháu nó có tố cáo với bố mẹ là cháu nó có một cỗ chẳng hạt đeo tay rồi, mà bây giờ mẹ bắt cháu đeo thêm một cỗ chẳng hạt, thì cháu nó lên nó trình với cha là bây giờ cha đã cho con cỗ chẳng hạt là đủ rồi, Dạ. mà bây giờ lại má con cứ bắt con đeo cỗ chẳng hạt này, thì thưa cha cho con hỏi là đeo một cỗ này là cũng đủ rồi phải không cha, thì cha trả lời là đủ, đúng rồi đấy. Thì lúc đó lại bảo cháu là chở cháu lên trên đó Sài Gòn, thì cho chở cháu đi học, hứa với ba má là cho ba má chở cháu đi học lên đấy. Thì cháu nó nói là nhiều khi má cứ nói đến thầy bùa thì con chở vô tình lại chở con vào thầy bùa thì sao. À, Cháu nó cũng bất thường, nó nói kiểu như thế con cơ. nhà mình thường thường có được bình thường không, Cháu vẫn bình thường, hay là có khi nào mà cái việc học nhiều quá hoặc là có áp lực gì mà ảnh hưởng đến thần kinh không ạ? không ăn, tại vì cháu nó học nó rất là đơn giản, nó học giỏi mà nó có lên bệnh viện tâm thần của thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xác như không có làm sao hết. Tức là khi mà gia đình nhà mình biết được rằng là con nhà mình có những cái biểu hiện bất Biểu thường hiện thì đã đưa đi bệnh viện tâm thần đang để khám. đưa qua cả hai ba bệnh viện để xét nghiệm coi cháu có làm sao không, rồi xét nghiệm cháu có bị tâm thần, nhưng mà cháu bình Kết thường. quả đều của bác sĩ đưa ra đều là bình thường. Vâng. Nếu mà kết quả bình thường thì vấn đề này là vấn đề thật sự nó rất là khó hiểu. Trước kia gia đình nhà mình đã nghe về về cái đạo gì hết, đạo đạo Chúa Trời gì chưa? Em có nghe, nhưng mà cho em cũng nói một câu Dạ. là lúc đó là cho cháu nó có một cái tượng Chúa Giêsu, Dạ. thì là trượng trừ, gọi là trượng trừ tà của cha Long, Dạ. thì cho cô em, rồi cô em cũng bảo là đưa vào cho trong phòng cho cháu, thì cháu nó cứ xoay đi chỗ khác, nó xoay chỗ khác mới lại mở máy của cha Long là nó không nghe những cái ấy, mà nó còn hỏi lại bố mẹ là cái câu phúc thật tám mối, là cái đạo Công giáo là nó có cái câu phúc thật tám mối để mình đọc, mà cháu nó mới bảo với má thử coi cái câu phúc thật tám mối là nó đi ngược lại. Thì lúc đó em cũng chỉ biết là nghi, là không biết nó có phải con mình nó bị cái đạo Đức Chúa Trời không, mà thấy cháu ở trên lầu ấy, thì cháu nó cũng bê một cái thau nước vào trên lầu ấy, thì tối nó có làm gì trong đấy mình không biết, Ôi trời thì đất ơi. đấy đâm ra là mình cũng không rõ, thì mình chỉ đang gọi là nghi nghi thôi, mà không biết là mình chưa biết là con mình bị làm sao. Cách đây một thời gian về trước, gia đình nhà mình có xem trên tivi không, truyền thông báo chí không, về cái đạo Chúa Trời cũng một Có thời gian rộ lên đấy. Nhiều 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 các con, nhiều các thanh niên mà tự dưng cái đi đến rồi không biết là cúng bái cái gì rồi về đập hết bát nhang bàn thờ tổ tiên đi đấy, rầm rộ lên một thời gian đấy. Nhưng mà nhà mình thì bên bên đạo Công giáo thì mình không tin vào điều đấy ha, Vâng. đúng không ạ? Mình chỉ tin cha thôi đúng không ạ? Thường thường là mình có đến các nhà thờ để mình cầu phước cầu bình an, mình xin cho Nhà con thờ không, thì vẫn mình đi phải lễ thường đọc xuyên ha. kinh cầu nguyện cho cháu Dạ hàng ngày. dạ trong quá trình mà gần gần 4 năm trời thì gia đình nhà mình đã từng đi tìm kiếm con ở đâu rồi anh trai? Thì trong quá trình thì mình cũng cứ đi tìm cháu, rồi nhiều khi rồi cũng nhờ anh em, rồi có thông báo lên thành phố Biên Hòa, rồi bên công an phường các thứ để phong tỏa, xong rồi có lên đài truyền hình, Ô linh đài truyền hình luôn rồi ạ. có lên đài truyền hình Đồng Nai nữa, thì Dạ. cũng đi kiếm cháu, Nhưng mà không biết được tin tức con ở đâu không có đúng không? tin tức con ở đâu. Mà trước khi cháu đi á là mẹ có mua cho cháu một cái điện thoại, thì là cháu rút sim ra rồi cháu để lại trên giường cho mẹ, rồi cháu mới bắt đầu ra đi. Ra đi mà trong khi đó là trước cái ngày đi á là cháu có bảo với lại có đi chở hàng cho bố mẹ, Dạ. xong rồi cháu bảo là mẹ ơi con lại nóng ruột quá, là Dạ. kiểu giống như là bị người ta sai khiến cái điều Dạ. gì đó anh. Dạ.
Vậy là cái ngày đi đó là có thể là con trai của anh là trong cái trạng thái tâm lý bất ổn, và mình chưa biết được cái nguyên nhân cụ thể là ở từ đâu tác động tới mà làm cho con trai của anh trở nên như vậy, đúng không ạ? Suốt một quãng thời gian rất là dài, gần 4 năm trời, thì bản thân anh là một người cha, anh rất lo rằng là không biết con trai mình hiện giờ là ở đâu, làm gì và như thế nào, có được bình an hay không. Tâm nguyện của bậc làm cha mẹ là luôn mong muốn con là được khỏe mạnh. Bản thân anh cũng vậy thôi, thì anh muốn biết bây giờ là con mình ở đâu, như thế nào, nôn nóng để sớm gặp được con. Trên cái video này anh có điều gì anh muốn tâm sự với con, cái nỗi niềm của người cha, anh nói chuyện với con trai của anh đi. Thì trong khi đó là bây giờ là cha mẹ thì cũng bất cứ ngày nào cũng nhớ đến con cái, rồi cũng chỉ mong được kiếm được con là quay trở về với cha mẹ để gia đình được đoàn tụ, chứ cũng không biết là bây giờ con mình đang ở đâu, ăn gì mặc gì hay như thế nào, hay sống chết ra sao mình không biết, đâm ra lúc nào trong lòng cũng cứ nhớ về con, rồi chỉ mong để mà các anh có cái cách nào đó để mà tìm kiếm mà giúp đỡ gia đình, để mà kiếm cháu về được gia đình, để mà đoàn tụ với trong gia đình. Cái ước ao của bố mẹ là chỉ có điều đó thôi. Rồi là chào em trai em, là em tên gì? Em tên là Quân ạ. Em Quân ha, em là anh rể đúng không? Dạ đúng rồi. Anh rể có điều gì tâm sự với lại em vợ đi, hy vọng em vợ xem được video này để sớm Hy quay trở vọng về. thì vậy nó nhớ đến gia đình là chịu khó rồi về với gia đình, chứ ba má thì cũng khổ 4 năm nay rồi. Biết bao nhiêu công sức tìm kiếm trong nhung nhớ đoàn tụ với Vĩ, thì cố gắng xem được video thì mau mau chóng về nhà với gia đình. Bản thân em là một người con rể, nhưng mà em thấy trong cái khoảng thời gian rất là dài, thấy ba mẹ vợ cũng như là gia đình bên vợ rất khổ tâm đúng không ạ? Từ ngày mà em vợ của em bỏ đi thì hình như là gia đình là mất hẳn đi tiếng cười ha. Dạ vâng, đúng rồi. Dạ thưa cô chú anh chị, thì tiếp tục ngày hôm nay anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải là ghi nhận cái trường hợp của một người cha lặn lội một quãng đường rất xa là ở Hồ Nai, Biên Hòa Đồng Nai, là về đây để nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm con. Và đặc biệt trong câu chuyện của người cha tìm con thì câu chuyện này thật sự rất là buồn. Khi bản thân một người cha nuôi con khôn lớn, tới giờ phút mà học đại học bỗng chốc bỏ đại học và xuất hiện những biểu hiện bất thường, cũng như là bỏ đi mất tích không liên lạc được gần 4 năm trời, thì thật sự mà nói thì có thể rằng là cái tinh thần của người cha người mẹ tới giờ phút này thì thật sự rất là đau khổ. Nên rất hy vọng rằng cái video này được sự quan tâm của tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì giúp cho con trai của anh sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình, để gia đình sum họp. Nếu cô chú anh chị có thấy em trai trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ người Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải khuyên em trai sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình, dù có chuyện gì đi chăng nữa và có khó khăn khúc mắc thì có gia đình luôn luôn là bên cạnh để mà chia sẻ, gỡ cái khó khăn cái khúc mắc đó ra. Gia đình thì chỉ mong rằng là các con là sống là nên người, và mong muốn rằng là gia đình luôn luôn đoàn tụ sum họp bên nhau. Đó là cái điều mà bậc làm cha làm mẹ nào mong muốn cho các con em của chúng ta là được trưởng thành, được sống trong một môi trường lành mạnh và được lớn lên là thành người thành công, đúng không ạ? Thì cái sự việc của anh cũng như là con rể của anh thì anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ gia đình nhà mình, giúp hoàn toàn miễn phí anh trai nhá. Thì hôm nay anh cũng như là con rể về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Thì anh có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội không? Anh đồng ý không? Đồng ý, Em trai đồng ý đồng ý, mà cũng mong các anh hỗ trợ mà giúp cho gia đình, rất là mong ước có một điều đó thôi, chỉ mong cho con được quay trở về với gia đình. Em không biết nói gì hơn thì chúc cho gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe, và cái điều vi diệu nhất là con trai sẽ sớm quay trở về để đoàn tụ với gia đình một ngày gần nhất nhá. Em xin phép chào gia đình nhà mình nhá. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.